Thưa quý vị, các quan chức Mỹ và ASEAN đã tái khẳng định cam kết biến quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trở nên có ý nghĩa, thực chất và cùng có lợi trong cuộc họp lần thứ 14 Ủy ban hợp tác song phương Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN Mỹ diễn ra vào ngày 17 tháng 5 tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN ở Jakarta, Indonesia. Thảo luận về hợp tác tương lai, hai bên chia sẻ tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác trong bốn lĩnh vực chính được nêu trong tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Hai bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc làm sâu sắc hơn hợp tác tiểu vùng và ủng hộ sáng kiến hội nhập ASEAN cũng như là hợp tác trong các lĩnh vực mới nổi bao gồm khả năng ứng phó với y tế khu vực, môi trường và chống biến đổi khí hậu. Phía Mỹ cho biết đang xem xét các phương thức nhằm tạo thuận lợi cho việc thành lập Trung tâm ASEAN-Mỹ, đồng thời tái khẳng định cam kết hỗ trợ Timor-Leste với tư cách là quan sát viên của ASEAN. Ngày 18 tháng 5, lãnh đạo đảng tiến bước MFP Pita Limaza-Renrat cho biết đảng của ông sẽ làm việc với 7 chính đảng khác nhằm hình thành một liên minh có thể thành lập chính phủ. Phát biểu tại họp báo, ông Pita cho biết tất cả 8 đảng này sẽ ký một bản ghi nhớ với các thông tin chi tiết sẽ được công bố vào ngày 22 tháng 5. Theo ông, một ủy ban sẽ được thành lập để tiếp tục thực hiện hiệu quả các công việc của chính phủ mãn nhiệm cùng với 152 ghế mà Đảng Tiến bước có được, liên minh tám đảng theo kế hoạch của ông Pita sẽ có tổng cộng 313 ghế tại Hạ viện, gồm 500 ghế. Con số này đủ để liên minh do Đảng Tiến bước dẫn đầu chiếm đa số tại Hạ viện, nhưng không đủ để đảm bảo ông Pita được bầu chọn làm thủ tướng thứ 30 của Thái Lan nếu như ông không có được sự ủng hộ của tối thiểu 376 phiếu tại Quốc hội. Khoảng 250.000 người Somali đã phải sơ tán sau khi sông Sabel vỡ bờ và làm ngập các con đường ở miền trung nước này. Trước đó, thì quốc gia châu Phi này đang phải đối mặt với đợt hạn hán nghiêm trọng nhất trong 40 năm qua. Các trận mưa theo mùa tại Somali và vùng cao nguyên Ethiopia đã gây lũ quét phá hủy nhà cửa, nhấn chìm mùa màng, gia súc cũng như là làm gián đoạn hoạt động tại nhiều trường học và bệnh viện tại Berlet thủ phủ của vùng Iran. Trong khi đó, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho biết, đợt lũ quét kéo dài từ giữa tháng 3 vừa qua đã khiến hơn 460.000 người ở Somali bị ảnh hưởng, 22 người thiệt mạng trên toàn quốc. Các nhà khoa học cảnh báo, Châu Phi là nơi góp phần ít nhất vào tình trạng trái đất ấm lên, nhưng lại là nơi đang gánh chịu hậu quả nặng nề nhất. <laughs> quan chức và lãnh đạo doanh nghiệp của Nga và Cuba vừa công bố các chính sách ưu đãi mới của Cuba nhằm thu hút đầu tư từ Nga vào thị trường nước này. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy mối quan hệ kinh tế đang phát triển nhanh chóng giữa hai quốc gia này. Cuba sẽ cấp phép quyền sử dụng đất trong 30 năm cho doanh nghiệp Nga. Cuba cũng sẽ miễn thuế nhập khẩu cho các công ty Nga đối với một số công nghệ nhất định, đồng thời cho phép các công ty này có thể chuyển lợi nhuận về nước đây là một phần trong những đặc quyền và ưu đãi thể hiện Cuba đang mở rộng cánh cửa cho nguồn đầu tư từ Nga. Thông tin được đưa ra bởi trưởng phái đoàn Nga tại Ủy ban Doanh nghiệp Cuba Nga, ông Boris Titov, trong khuôn khổ một diễn đoàn doanh nhân Nga ở thủ đô La Habana của Cuba. Những trang mới trong quan hệ giữa Nga và Cuba đang mở ra Cuba đang dành cho chúng tôi sự đối xử ưu đãi, họ đã trao cho các doanh nghiệp Nga quyền sử dụng đất Cuba trong thời hạn 30 năm, một sự nhượng bộ bất thường đối với các công ty nước ngoài tại quốc gia này. Cuba trong những tháng gần đây đã tìm cách thu hút các nhà đầu tư từ Nga và các quốc gia đồng minh chính trị khác trong nỗ lực vực dậy nền kinh tế đang bị tàn phá bởi đại dịch Covid-19, lệnh trừng phạt khắc nghiệt của Mỹ và sự thiếu hiệu quả của bộ máy. Nga cũng đang quay cuồng với các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với cuộc xung đột ở Ukraine trong những tháng gần đây đã chuyển sang tăng cường quan hệ kinh tế với Cuba và các nước Mỹ Latin khác. Ông Ricardo Cabrias, Bộ trưởng Bộ Ngoại thương Cuba, chia sẻ với các phóng viên bên lề diễn đàn cho rằng mối quan hệ kinh tế giữa Nga và Cuba sẽ chỉ phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Khoảng cách trong thương mại quốc tế ngày nay có thể nói là gần như không tồn tại vì những tiến bộ công nghệ các bạn cũng có thể tin chắc là không có gì và không ai có thể ngăn cản mối quan hệ kinh tế thương mại tài chính và hợp tác giữa chính phủ Nga và Cuba và giữa các nhân dân hai nước. Theo đại diện thương mại Nga tại Cuba, ông Sergei Badin, kim ngạch thương mại song phương của hai nước đã đạt 450 triệu đô la Mỹ vào năm 2022, gấp 3 lần so với năm 2021, trong đó doanh thu bán dầu mỏ và dầu đậu nành chiếm tới 90%. nhiều nước châu Âu sẽ phải đối mặt với mùa hè hạn hán tồi tệ. Đây là cảnh báo được các chuyên gia về khí tượng đưa ra trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang khiến cho khu vực này trở nên nóng hơn và khô hạn. Thông tin chi tiết sẽ có trong phần tin vắn quốc tế. Mực nước các con sông và các hồ chứa ở Pháp, Tây Ban Nha và Italia đang ở mức thấp kỷ lục trong hàng thập kỷ qua, đe dọa đến sản xuất thủy điện và nông nghiệp, Hạn hán năm nay tại châu Âu được cho là tồi tệ nhất trong vòng 500 năm trở lại đây với 17% diện tích châu Âu đang trong tình trạng báo động đỏ, tức là mức độ thiếu nước trầm trọng. Theo tổ chức khí tượng thế giới, lục địa này đã nóng lên nhanh gần gấp đôi so với phần còn lại của thế giới trong ba thập kỷ qua. Điều này tác động lớn đến sức khỏe của người dân cũng như nền kinh tế. Google thông báo sẽ khóa các tài khoản không hoạt động từ 2 năm trở lên và sẽ được tiến hành từ tháng 12 năm 2023 nhằm ngăn chặn các rủi ro bảo mật. Cụ thể, các tài khoản này sẽ bị vô hiệu hóa ở tất cả các dịch vụ Gmail, Driver, Docs, YouTube, Google Photo, Meet hay Calendar. Tuy nhiên, chính sách mới này của Google chỉ áp dụng cho các tài khoản cá nhân, tài khoản doanh nghiệp và nhà trường sẽ không bị ảnh hưởng. Đầu bếp người Nigeria, cô Hinda Iafong Bashi đã trở thành hiện tượng của quốc gia này khi đứng nấu ăn liên tục trong vòng 100 giờ, qua đó phá vỡ kỷ lục về đầu bếp nấu ăn lâu nhất thế giới. Trong suốt thời gian 100 giờ, cô Bashi đã tạo ra hơn 55 công thức nấu ăn cùng hơn 100 bữa ăn với những món ăn truyền thống ngon nhất của Nigeria. Nữ đầu bếp cho biết động lực giúp cô nỗ lực lập kỷ lục là vì muốn đưa ẩm thực của Nigeria lên bản đồ thế giới. Trái ngược với các trào lưu ăn nhanh, thời trang nhanh, tại Thụy Điển, một chương trình truyền hình trực tiếp kéo dài nhiều tuần được gắn mác truyền hình chậm đang thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo khán giả. Vậy truyền hình chậm là gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong phóng sự sau đây. Hàng chục camera lắp trong rừng chỉ để truyền trực tiếp cảnh rừng, các động vật hoang dã, phần lớn thời gian chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Vậy mà chương trình truyền hình này lại đang thu hút một lượng lớn khán giả Thụy Điển. Nhiều người có thể ngồi xem hàng giờ bất chấp việc chương trình chẳng có nội dung gì. Các con thú thẩn thơ đi lại hoặc đứng im, mọi cử động đều chậm, vậy mà khán giả lại tỏ ra vô cùng phấn khích. Thỉnh thoảng được nhìn thấy một hai con nai sừng tấm, chúng tôi phấn khích lắm. Vâng, chương trình xem rất thích, tôi cũng không hiểu vì sao. Vì không phải là chương trình được dàn dựng nên cảm thấy rất thật. Đây là một ví dụ của cái gọi là truyền hình chậm, tức là những chương trình để mặc cho mọi thứ tự diễn ra được coi là liều thuốc cho những căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày. Chương trình của Thụy Điển có tên là Cuộc di cư vĩ đại của nai sừng tấm, được phát sóng mỗi khi mùa xuân đến trên đài truyền hình công SVT và trên mạng từ 5 năm nay. Năm ngoái, lượng người xem đạt 12 triệu lượt. Tôi không hề nghĩ chương trình sẽ được yêu thích như thế này. Tôi cứ nghĩ chỉ làm được 1 2 năm thế mà nay chúng tôi đã vào mùa thứ năm, có nghĩa là khán giả vẫn rất muốn xem toàn bộ việc ngồi xem hàng giờ liền mà chẳng có gì xảy ra cả là thứ mà tôi nghĩ rằng rất tốt cho sức khỏe nhiều người việc kết hợp phát trên mạng có chức năng trò chuyện thông sang truyền hình truyền thống và mạng xã hội đã tạo ra một cộng đồng cùng xem cùng chia sẻ trao đổi ý kiến thực sự như là tạo ra một cộng đồng văn hóa riêng vậy Thực ra, hình thức truyền hình chậm đã có ở Na Uy từ năm 2009 với việc phát sóng một đoạn ghi hình chỉ bằng một camera gắn lên đoàn tàu hỏa chạy xuyên vùng nông thôn tuyết trắng trong vòng 7 giờ đồng hồ.